Ông Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật lý do thật sự là gì? Quý vị thân mến, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Câu ca dao lâu đời này không chỉ là tiếng vọng của quá khứ, mà còn là minh chứng rõ nét cho một thực tế không thể chối cãi ai trong truyền thống Việt Nam. Sự tiếp nối nghề nghiệp qua các thế hệ trong gia đình từ thời phong kiến xa xưa. Dù hiện nay không ai chính thức thừa nhận, nhưng không khó để nhận ra rằng tư tưởng này vẫn âm thầm tồn tại, đặc biệt trong tầng lớp lãnh đạo chính trị. Khái niệm hạt giống đỏ là minh chứng rõ ràng nhất, ám chỉ con cái của các lãnh đạo cấp cao, những người kế thừa và tiếp tục con đường chính trị của gia đình mình trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Tiêu biểu như ông Trần Tuấn Anh, trưởng ban kinh tế Trung ương, là con trai của nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông Nông Quốc Tuấn, nguyên là thứ trưởng phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, đại biểu Quốc hội khóa 12 tỉnh Sơn La. Ông là con trai của Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9, 10. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, là con trai của nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, và ông Nguyễn Thanh Nghị, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, con trai cả của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, là một chính khách Việt Nam, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước vào thời điểm được bổ nhiệm. Năm 2015, dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế, đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm, với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinashin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý. Nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài, như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, gồm các tuyến Nhổn Ga Hà Nội, Cát Linh Hà Đông, Yên Viên Ngọc Hồi, đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Bến Thành Suối Tiên đã tăng từ 10.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương dài 9.2 km. Dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ: "Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinashin, Vinalin, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41, quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp.
Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Triết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976 quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp một năm sau, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc Quan hệ Khách hàng và Quản lý Dự án cho Tập đoàn Vitesco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011 quyết định của Thủ tướng, do Phó Thủ tướng trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ năm 2011-2016, đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11 bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2016-2020, theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Tại thời điểm được bổ nhiệm nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở. Và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhàng và nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra,
đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 năm 2018. Thời kỳ này, ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Kiểm soát quyền lực để không có ông vua con ở địa phương, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy. Đây là những câu nói rất nổi tiếng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Tổng Bí Thư, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, học và làm theo Bác Hồ là một nhu cầu văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, khi lần đầu tiên Bác đến khu đền tổ Hùng Vương Phú Thọ, tại đền giếng trong khu di tích đền Hùng, Bác gặp gỡ các cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong, Sư đoàn 308 Quân đoàn 1, đang trên đường chuẩn bị về tiếp quản thủ đô. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, Bác cháu ta gặp nhau ở đây, trong tình cờ nhưng lại rất có ý nghĩa. Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh, đất nước ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách, tiếp tục đạt được những kết quả rất to lớn, khá toàn diện về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí Thư nhấn mạnh, tiếp tục được thực hiện quyết liệt với cách làm mới có chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả, từ đó góp phần kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự miễn, tự chuyển hóa trong nội bộ, tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, tư duy, nhiệm kỳ, chủ nghĩa cá nhân, tha hóa quyền lực trong một bộ phận không nhỏ, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người lãnh đạo, những người đứng đầu, đang có xu hướng kiểm soát quyền lực về tay của mình để trở thành những ông vua con ở địa phương. Ngày 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan bị bắt vì tội nhận hối lộ. Cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Lê Duy Thành bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Cùng bị tạm giam về tội danh này còn có ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời gian giữ chức vụ làm Bí thư Tỉnh ủy, bà Lan từng gây xôn xao dư luận khi tỉnh Vĩnh Phúc quyết định bổ nhiệm con gái bà Lan là Trần Huyền Trang, sinh năm 1990, làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Vào tháng 2 năm 2021, thời điểm đó, bà Trang, 31 tuổi, trở thành nữ Phó Giám đốc Sở trẻ tuổi nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước. Trước đó, bà Trần Huyền Trang từng du học tại Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên của Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đầu năm 2013 đến giữa năm 2016, bà chuyển sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, rồi lên làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi vào cuộc,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đã vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi hủy bỏ các quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang, con gái Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, Hoàng Thị Thúy Lan. Từ sự việc xảy ra ở tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi mới thấm thía câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng ta mới đây, thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân cả nước. Phải công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của đảng, của nhân dân lên trên hết. Trước hết, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, việc cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Lâm Đồng cùng phạm sai lầm như vừa qua là điều rất đáng suy ngẫm trong quản lý. Bài học rút ra là phải kiểm soát quyền lực của những cán bộ chủ chốt đứng đầu địa phương. Khi có quyền lực trong tay, nếu không kiểm soát tốt, thì họ sẽ tự tung, tự tác như một ông vua con ở địa phương, dẫn tới những sai phạm. Và ông cũng cho rằng, trước khi cựu Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt, nội bộ tỉnh có nhiều biểu hiện rất phức tạp. Do vậy, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng tin tưởng ông Dương Văn An với kinh nghiệm từng làm bí thư, Bình Thuận sẽ thể hiện được năng lực lãnh đạo gắn kết nội bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Và ông cũng kỳ vọng quyền bí thư tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thái Học sớm phát huy được thế mạnh bản lĩnh của người từng công tác trong Ban Nội chính tỉnh ủy Phú Yên và Ban Nội chính Trung ương để xử lý thành công những hạn chế yếu kém của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Thái Hồng Công và nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, Hồ Đại Dũng. Ngày 13 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Thái Hồng Công, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và ông Hồ Đại Dũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng viên nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thái Hồng Công và ông Hồ Đại Dũng. Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng tiến hành khai trừ ra khỏi Đảng các ông Nguyễn Linh Ngọc, Hồ Đức Hợp, Nguyễn Kim Thoại, Nguyễn Ngọc, Lê Quang Vinh, Nguyễn Quốc Định, Xà Dương Thắng, Phan Đoàn Thái. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất và tập trung dân chủ ở trong Đảng, đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, huy động trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, với phương châm không ngừng, không nghỉ, đưa cuộc chiến chống giặc nội xâm tới ngày thắng lợi hoàn toàn, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. 4 vụ án tham nhũng lớn nhất cần phải lên án. Nhận quà Tết 5 tỷ đồng, cựu bí thư Lào Cai lãnh án. Tại cơ quan điều tra, cựu bí thư tỉnh Lào Cai, Nguyễn Văn Vịnh, khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015 đã được công ty Lilama mang 5 tỷ đồng tới tặng quà Tết. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng đều là cựu phó chủ tịch tỉnh. Mai Đình Định, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Văn Cương, cựu phó giám đốc Sở Công Thương, cùng
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 người ở công ty Aptis Việt Nam gồm Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc, Phạm Khiêm, cựu phó tổng giám đốc, Nguyễn Ngọc Bích, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, bị truy tố vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Riêng ông Nguyễn Mạnh, thừa giám đốc công ty Lilama bị truy tố. Hai tội danh là rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò và khai thác tài nguyên. Theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng cùng các bị can nhóm thuộc cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai từ năm 2012 đến năm 2015 biết rõ diện tích 37.700 m² tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt vào quy hoạch quảng Apatit tại quyết định số 28 ngày 18 tháng 8 năm 2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, vì mục đích phát triển của tỉnh Lào Cai và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không phù hợp với quy định của pháp luật, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ, ký các văn bản dưới chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 37.700 m² đất thuộc khai trường 18 cho công ty Lilama xây dựng 32 dự án khách sạn nhà hàng. Từ đó tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit có trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu lợi số tiền hơn 171 tỷ đồng và công ty Apatit thu lợi số tiền là 184 tỷ đồng. Cáo trạng mới ban hành xác định bị can Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ được giao, đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mà ký các văn bản có ý kiến, búp phê, chi đạo và các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật, để công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản, hoặc Apatit tại khai trường 18 thuộc thôn 2 sẽ Đồng Tuyển thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ. Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Vịnh khai nhận, vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, bị can Vịnh làm bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà Tết. Sau khi nhận số tiền 5 tỷ, bị can Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết